Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quốc hội của nước này thông qua cải cách dự luật súng đạn. Lời kêu gọi được đưa ra trong thông điệp tưởng niệm 3 năm ngày diễn ra vụ xả súng tại trường trung học ở thành phố Parkland, bang Florida. Trong thông điệp được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một số điều khoản của luật súng đạn, bao gồm chấm dứt quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất súng, cấm vũ khí tấn công và mở rộng việc kiểm tra lý lịch liên bang. Tổng thống Biden khẳng định, chính quyền của ông sẽ không chờ đợi cho tới lúc xảy ra các vụ xả súng tiếp theo mới thúc đẩy dự luật này. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết các nhà lãnh đạo Quốc hội sẽ làm việc với Nhà Trắng để thông qua dự luật siết chặt kiểm soát mua bán súng đạn, trong đó quy định cho phép mở rộng kiểm tra lý lịch đối với hầu hết các trường hợp mua bán súng, dù là mua trực tiếp tại cửa hàng hay qua mạng Internet. Tuy nhiên, dự luật này cho tới nay vẫn chưa được thông qua do vấp phải sự phản đối gay gắt tại Thượng viện.